Dân, xin kính chào các bạn ạ. Hôm nay mình xin tự giới thiệu, mình là Nguyễn Văn Nam, hiện đang cư ngụ tại ấp Hòa Lộc, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Và hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn mô hình trồng sen lấy bông trên đất lúa. Thì trong những năm vừa qua thì chúng ta cũng biết là do tình hình khí hậu thay đổi nên trên cái đất lúa đồng ba vụ nó không còn cho hiệu quả kinh tế cao nữa. Vì vậy cho nên hôm nay tôi giới thiệu mô hình này cho các bạn để tham khảo, và nếu các bạn có hứng thú thì hãy liên hệ với chúng tôi và nên chuyển đổi cây cơ cấu vật nuôi và cây trồng. Thì trên cái đất lung trũng mà chúng ta làm lúa không hiệu quả đó thì chúng ta sẽ có cái mô hình trồng sen lấy bông trên đất lúa. Và trước tiên thì tôi sẽ giới thiệu qua cho các bạn biết, đó là bông sen Đài Loan. Là bông sen này người ta chỉ lấy bông và được tiêu thụ vào những các thị trường như là cắm hoa lễ hội, sự kiện và đặc biệt là qua tâm linh thì người ta rất thích. Đây là những cái bông sen trắng Đài Loan là nó đã được nở nè. Các bạn thấy không? Đó. Nó nở ra nó có rất nhiều cánh. Và ở đây là bông sen hồng tay nhất, còn gọi là đỏ thái. Đó. Và đây là đám sen của tôi. Thì trong những năm vừa qua, khởi đầu tôi thấy tình hình nông nghiệp nó không ổn, tôi đã chuyển qua từ cây lúa sang cây sen để thay thế trồng những vùng đất mà làm lúa nó không còn hiệu quả nữa. Ở trên mô hình này thì bước đầu tiên 3 năm về trước, tôi mở khởi sự ra làm là tôi trồng được 4.000 mét vuông. Và sau 3 năm thực hiện thì mô hình của tôi hiện nay là được tổng cộng là 3 hecta. Và mỗi ngày có thể tiêu thụ cho trên dưới khoảng vài ngàn bông. Thì các bạn cũng biết, bông sen Đài Loan này thì nó được tiêu thụ vào các thị trường như là Long Xuyên, Châu Đốc, rồi Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu có những đơn hàng khoảng độ vài trăm bông tới 1.000 bông thì chúng tôi có thể gửi ra tới Hà Nội và Đà Nẵng cũng như các thành phố lớn nếu có đường không và ở xa. Giá bông dao động, các bạn thấy không? Đó, đó là đám sen của tôi. Và đây là thành phẩm mà hôm nay tôi đã thu hoạch được. Tôi sẽ đi đến đây và các bạn cứ từ từ xem khi tôi thu hoạch ở đây. Đây. Đây là những cái thành phẩm mà tôi đã thu hoạch được. Đó là sen khi mình bẻ bông dao hàng bán thì nó bông sẽ như thế này ha. Đây là bông sen Đài Loan, còn đây là sen hồng tay nhất, còn gọi là đỏ thái đó. Thì mình bẻ như thế này, còn đây là cái nụ bông mà bạn thấy không đó. Thì để giới thiệu với các bạn thì hy vọng rằng lần này clip này tôi sẽ giới thiệu sơ lược qua về vấn đề hình thức bông và cũng như là chủng loại bông như giá cả. Thì nếu như các bạn yêu thích thì hãy chờ đón clip sau, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm về kỹ thuật trồng và cũng như kỹ thuật canh tác. Và hiện nay thì bông này nếu từ Cần Thơ, Long Xuyên, Châu Đốc và các vùng lân cận ở khu vực miền Tây, thì nếu như các bạn có nhu cầu đặt bông cũng như nhu cầu sử dụng bông thì cứ liên hệ với tôi là Nguyễn Văn Nam, hiện đang cư ngụ tại ấp Hòa Lộc, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Và số điện thoại của tôi là 0986239608. Và còn nếu từ thành phố Hồ Chí Minh trở ra ngoài ngoại thì chúng tôi có kênh phân phối, là các bạn hãy liên hệ với anh Tấn, số điện thoại là 0793431030. Và anh Tấn hiện đang cư ngụ tại phường Bình Triệu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và anh Tấn có thể sắp xếp và giao hàng cho các bạn tận Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng và các tỉnh phụ cận trên vùng gần thành phố. Và hẹn gặp lại các bạn ở video clip sau, chúng tôi sẽ hướng dẫn về kỹ thuật trồng cũng như kỹ thuật canh tác. Và bye bye, xin kính chào các bạn.